Hello, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã trở lại với kênh Bà Mẹ Trẻ Khỏe Baby Combo Home nha. Ngày hôm nay mình đi siêu thị và đã bắt gặp một cái em này đây. Có rất là nhiều vị, chính là bánh We Came Cremo. Bên trong thì nhân nhiều màu lắm. Tự nhiên mình nhớ ra hôm bữa mình có coi trên YouTube một cái công thức làm bánh, làm kẹo sô-cô-la rất là ngon và phù hợp với chiếc bánh này đây. Theo như cảm nhận bên ngoài của mình thì cái vỏ bánh bên ngoài nhiều màu sắc rất là bắt mắt và bên trong các nhân đa dạng nha. Nào là có sô-cô-la nè, rồi sữa chua nè, có kem nữa chứ. Vậy thì chúng ta hãy cùng vào bếp thôi nha. Và để làm thành công món này thì mình cần có sự trợ giúp của một cái bộ kit. Thì ở bên trong đây đã có hướng dẫn sử dụng nè và tất cả những cái nguyên liệu khác luôn, không có cần phải đi mua. Thì gồm có các loại hạt khô ha, rồi hai loại sô-cô-la tất cả là sô-cô-la đen và sô-cô-la trắng. Mình thấy vẫn chưa có đủ màu sắc lắm, nên là mình có mua thêm một loại sô-cô-la nữa là sô-cô-la màu hồng. Thì đối với sô-cô-la mình sẽ lấy ra và mình sẽ băm nhuyễn, bởi vì băm càng nhuyễn á thì lát nữa nó sẽ càng dễ chảy ra ở trên nhiệt. Rồi mình lấy cái nồi đỏ thần thánh của mình hen, cho vào đây một chút xíu nước, bật nước nóng lên đến khi mà sôi á, thì mình sẽ kiếm một cái tô nó có cái chu vi nó to hơn cái miệng của cái nồi một chút xíu và mình sẽ bỏ sô-cô-la vào trong đó, khuấy nhẹ nhẹ để cho nó tan ra. Khi nào mà mình đã cảm thấy là tan đều hết rồi thì mình sẽ tiến hành bắt xuống bếp và cho vào trong một cái bịch nhé. Tránh để cho nó bị tèm lem tét lét thì mình có một cái bí quyết như thế này, mình chắc cũng nhiều bạn biết rồi đúng không nè. Chính là mình lồng cái bịch này vào, bịch bắp bông kem á, vào một cái ly và tiến hành đổ. Nó cũng không có nóng lắm đâu nhưng cũng nhớ phải cẩn thận nha. Để tránh cho nó bị đông lại thì mình hãy ngâm nó vào trong một cái tô có sẵn cái nước ấm ấm hoặc là nước nóng hen. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành làm y chang đối với lại cái loại sô-cô-la màu hồng. Nhìn công nhận là nhìn bắt mắt thiệt cái chứ bộ. Mới làm có một xíu mà đã thấy mỏi tay mất rồi, cho nên đã nhờ anh xã đổ cái màu nâu này đây. Và rồi ten đổ ra ngoài mất tiêu. May mà không có nhiều, chứ thôi là không có đủ làm đâu. Với cái bộ kit này thì mình có thể làm được 12 thanh sô-cô-la tất cả đó. Tất cả những cái nguyên liệu khô và các loại hạt, thí dụ như là hạt điều nè, hạt bí và hạt hạnh nhân nữa, thì mình sẽ cho lên trên bếp và đảo sơ như thế này cho nó thơm nha cả nhà. Nhớ là phải bóc vỏ ra. Đây là bếp Phi, nghe thấy tiếng rào 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 lắc chảo, cười quá trời luôn. Đây, thấy mùi thơm bốc lên rồi, là lúc đó mình sẽ bỏ hết tất cả các loại hạt ra để chờ nguội chuẩn bị trang trí nha. Bây giờ bắt đầu lấy khuôn ra, cái khuôn này người ta đã cho sẵn rồi. Mình chỉ cần lấy kéo và cắt cái đầu của bịch bắp bông kem ra, rồi mình sẽ bóp cho cái phần sô-cô-la đó, nó sẽ hòa quyện đều và nó dàn trải hết tất cả cái khuôn. Và đặc biệt nguyên liệu ở đây chính là bánh We Came Cremo. Bởi vì có rất là nhiều màu sắc cho nên là cả nhà có thể dễ dàng mình sáng tạo các kiểu trang trí khác nhau nha. Thí dụ như là để nguyên một cái bánh giống như thế này, hoặc là mình sẽ bẻ vụn ra và trang trí rắc ở bên trên. Thật ra thì mẹ Kobo với ba Kobo rất là dở trong cái chuyện trang trí luôn, cho nên là không biết cả nhà có tham khảo được gì hay không. Nhưng mà bé Kobo cũng ham hố trang trí tự tay đây nè. Và đây sẽ là một trong những cái hoạt động rất là vui của ba mẹ cùng làm với em bé đó. Cả nhà cứ thử xem sao nha. Không cần phải mua quá nhiều nguyên liệu đâu, bởi vì trong bộ kit người ta cũng đã có sẵn rồi. Mình chỉ cần mua thêm bánh We Came Cremo, bởi vì ăn không nó cũng rất là ngon. Buổi sáng với cô bồ chấm với sữa, xuất sắc, ba mẹ còn mê nữa huống chi là em bé. Và giờ thì chắc cả nhà cũng đã hiểu lý do tại sao mà mình nói cả nhà có thể dễ dàng trang trí được bằng bánh We Came Cremo. Bởi vì cái vỏ bên ngoài nó rất là giòn, mình dễ có thể bẻ ra những cái mảnh vụn mà nó không có bị nát. Chưa kể là mình có thể phối hợp được với rất là nhiều màu. Thí dụ như những cái màu mà sáng như là một sô-cô-la trắng á, mình sẽ phối hợp với lại bánh We Came có màu nâu hoặc là màu đen, rất là nổi bật luôn. Và những cái nhân ở bên trong mình có thể dùng để dành lại và làm những cái món khác. Kỳ sau mình sẽ hướng dẫn cho cả nhà nha. Sau khoảng thời gian khoảng cỡ 30 phút bỏ ở trong tủ lạnh thì mình đã có thể lấy ra khỏi khuôn rất là dễ dàng như thế này rồi. Và đây chính là tác phẩm nghệ thuật của nguyên một nhà của Bo, chuẩn bị bánh We Came Cremo nè cả nhà ơi. Ở bên trong bộ kit người ta cũng có đưa sẵn bịch ni lông để cho mình bỏ vào và có thể bảo quản đem dễ đi tặng biếu dữ lắm. Chúc cả nhà thành công với cái món đơn giản này nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại trong video kỳ sau nha. Đúng rồi.